Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Future 125 FE, một phiên bản màu đen nhám cao cấp này, trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc các bạn nha. Một màu sắc rất đẹp. Tuy nhiên trong thời điểm này, mình biết được rằng rất nhiều bạn đang mong ngóng mong chờ tới sự xuất hiện của mẫu xe Future mới năm 2023. Đây chắc chắn là một cái nội dung các bạn quan tâm rất nhiều và rất có thể sang tháng 6 này thôi. Mẫu xe Future hoàn toàn mới sẽ được cho ra mắt. Hiện tại thì những bảo mật, thông tin đến từ Honda Việt Nam đang rất kỹ các bạn nha, rất kỹ luôn. Sẽ ra mắt một mẫu xe hơi hướng giống với mẫu xe Way 125i của Thái. Rồi các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Thông qua video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu gửi đến các bạn một phiên bản sơn độ 3D rất đẹp đến từ Honda Hồng Đức 10, với địa chỉ ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng các bạn nha. Một cái màu sắc rất đẹp hút luôn, đem đến những trải nghiệm cực kỳ thú vị. Với màu sắc dạng xanh cốm này, kết hợp với đó là những cái vị trí như yên xe, phần vị trí ba ga để đồ được lên cho nó ấy, sơn màu đỏ nâu cực kỳ cuốn hút và đẹp. Đây các bạn có thể nhìn ngắm rất chi tiết các bạn nha. Phải nói một điều là cái màu sắc này mình đánh giá rất cao. Từ trước đến giờ mẫu xe Future có rất nhiều những màu sắc sơn độ rồi, nhưng màu sắc này mình đánh giá là cao nhất, đẹp nhất và tạo ra cái ấn tượng nhất các bạn nha. Các bạn đi ngoài đường sẽ nhận được rất nhiều những ánh mắt từ những người đối diện khi các bạn lưu thông trên đường với mẫu xe Future ở đây. Quá đẹp rồi. Nhiều bạn thì đánh giá cao ở thiết kế này rồi. Tuy nhiên nếu như được lên với hơi hướng thiết kế giống mẫu xe Way 125i của Thái, nó sẽ còn đẹp hơn, phong cách hơn khá là nhiều. Đặc biệt là cái khối động cơ được tinh chỉnh lại cho ra mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng hơn, 1,4 lít trên 100 km. Mặt đồng hồ được tinh chỉnh lại kết hợp giữa analog và LCD. Thiết kế cũng được làm lại các bạn nha. Đầu xe, thân xe và đuôi xe sẽ được làm lại một chút để nó đẹp hơn, phong cách hơn. Còn cái form dáng thì vẫn giống với mẫu xe Future cũ này, các bạn có thể lưu ý. Phiên bản này vẫn được lên từ phiên bản trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc các bạn nha. Hiện tại ở Honda Hồng Đức 10 thì giá bán của mẫu xe Future các bạn đang theo dõi trên màn hình dao động trong khoảng tầm từ 34 triệu 500 đến 36 triệu 500 nghìn đồng các bạn nha. Một mức giá bán mình nghĩ là phù hợp cho mẫu xe này với màu sắc sơn độ rất đẹp ở đây. Ngoài ra thì đối với khu vực ở miền Bắc ấy, thì giá bán của nó cũng đâu đó sẽ ok hơn một chút. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Dao động trong khoảng tầm từ 32 cho tới 35 triệu 500 nghìn đồng. Đấy là rất cụ thể và chi tiết. Đây các bạn có thể nhìn ngắm lại phiên bản đen nhám. Đây là một phiên bản được sơn độ không được sơn độ 3D. Tuy nhiên thì màu sắc này cũng rất đẹp rồi. Hiện tại thì mẫu xe Honda Future ấy, với rất nhiều những màu sắc đẹp khác nhau. Ngoài màu đen nhám này ra thì sơn zin đến từ Honda Việt Nam còn được trang bị hệ thống màu trắng này. Trắng tinh khôi, tinh khiết rất đẹp, các bạn mua về đổ lên cho một số món đồ chơi là cực kỳ ok. Ngoài ra còn phiên bản màu xám xanh này, phiên bản màu đỏ đô này và một số những cái phiên bản khác nữa ở những cái phân khúc thấp hơn một chút các bạn nha, trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa rất cụ thể và chi tiết như vậy. Trong thời điểm hiện tại thì với phiên bản sơn zin đây các bạn đang theo dõi này, mình quay cận cảnh trực tiếp tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để gửi các bạn về cái mẫu xe này. Giá bán hiện tại của nó như mình đã báo với các bạn rồi, 32.500.000 đến 35.500.000 đồng với mẫu xe này. Một mức giá bán đang cao hơn mức giá bán đề xuất của hãng, tuy nhiên số lượng hàng rất ít và hạn chế các bạn nha. Đây cũng là một cái lý do mà mình rất có thể rằng sang tháng 6 này, mẫu xe Future mới sẽ được cho ra mắt để gửi đến khách hàng Việt Nam chúng ta. Mình thấy rằng rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình, mong ngóng mong chờ và hóng cùng với top 5 cũng như kênh Giá Số Lốc về một mẫu xe mới phiên bản mới Future năm 2023 các bạn nha. Rất hy vọng rằng mẫu xe sẽ được cho ra mắt sớm để khách hàng Việt Nam chúng ta có những cái trải nghiệm trên những phiên bản mới này đẹp hơn, phong cách hơn, ấn tượng hơn và đặc biệt là cái tính tiện ích của nó, đặc biệt là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó lý tưởng hơn, ok hơn các bạn nha. Đấy là một số nội dung thông tin mình muốn chia sẻ rất là cụ thể trực tiếp thông qua video ngày hôm nay để các bạn cùng tham khảo. Với những bạn nào quan tâm ở khu vực miền Bắc, các bạn có đến trực tiếp với trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để xem xe cho mình các bạn nha. Miền Bắc thì giá bán có tốt hơn một chút thôi so với khu vực miền Nam, gần như là tương đồng với nhau giữa hai khu vực vùng miền rồi. Hoặc các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại của anh Thứ là quản lý lý với số điện thoại 0969188283 sẽ được anh tư vấn cụ thể gửi đến các bạn. Còn với những bạn nào ở khu vực các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang thì các bạn có thể đến với Honda Hồng Đức, mà cụ thể ngày hôm nay thì mình đã quay cái phiên bản màu dạng xanh cốm ấy,
đến từ Honda Hồng Đức 10 các bạn nha. Với địa chỉ ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng, các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại của bạn Chí với số điện thoại 0939839746. Mình sẽ để số điện thoại này ở phần mô tả của video để các bạn có thể liên hệ, cần về giá bán, cần những màu sắc xe, kể cả những cái phiên bản màu sắc khác, sơn độ khác nữa, các bạn hoàn toàn có thể liên hệ để có cho mình những cái phiên bản Future đẹp nhất, chất lượng nhất này các bạn nha. Giá thành mình nghĩ là phù hợp rồi, 34.500.000 đến 36.500.000 mà có những cái phiên bản màu sắc như vậy là quá là ok và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Vì khi sơn độ lên giá thành của nó sẽ rất là cao các bạn nha. Đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ rất là cụ thể trực tiếp thông qua video ngày hôm nay để muốn gửi đến các bạn như vậy. Các bạn hãy cùng với tôi Nam mình nha, cũng như kênh Giá Xe Lốc này, cùng nhau chờ đợi chờ đón đến thời điểm tháng 6 này thôi. Hiện tại đã có những thông tin rục rịch rồi. Tuy nhiên thì mình chưa biết là ra cái mẫu xe nào, vì có hai sự lựa chọn, đó là Vario 125 và mẫu xe Future 125. Tuy nhiên thì hướng về mẫu xe Future này nhiều hơn, bởi hiện tại thì những cái thông tin ra mắt cái việc này là cái mẫu xe này là đang rõ mồn một rồi, rục rịch từ rất lâu rồi, đến thời điểm này mới ra mắt các bạn nha. Và đó là một số nội dung thông tin như vậy mình muốn chia sẻ trên này. Các lúc này của mình, nếu hay các bạn like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Xe Lốc các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.